bại, thắng bại tại kỹ năng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài review của mình. Thì xin giới thiệu lại với các bạn, mình là bình luận viên Tân Gấu. Các bạn có thể gọi mình là Fitter Tân Gấu cũng được. Vì trong cái lần trước review The Wiz ở máy chủ thử nghiệm thì mình đã có một cái màn trình diễn gọi là team gánh cực kỳ nặng. Thì ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 một ngày khá đặc biệt, và mình cũng muốn đem tới cho các bạn một trong một chút cái trải nghiệm, một chút cái trải nghiệm dành cho những bạn nào hiện tại vẫn đang lăn tăn về cái định rằng là các bạn có muốn sở hữu vị tướng này hay không. Thì các bạn đều đã biết về vị tướng tôi nói rồi, đó là nữ vương Liên Quân Theonas, một xạ thủ mới. Ngay từ khi mà bắt đầu chơi Liên Quân ấy, thì tôi cũng chơi vị trí xạ thủ nhiều. Và ngày nữa đặc biệt hơn là ngày Theonas ra mắt, đó là ngày 20 tháng 10. Thì nhân tiện đây, nhân ngày 20 tháng 10, chúc cho những bạn nào là con gái và nữ, hay là các chị phụ nữ đang xem video này, một ngày 20 tháng 10 tràn đầy may mắn, niềm vui, nhiều quà, và đặc biệt là lắm anh dài để ý. Đấy là với những bạn đang chưa có yêu thôi nhá. Thế còn với những bạn có yêu rồi thì chúc các bạn có một cái ngày 20 tháng 10 gọi là tràn ngập tình cảm, hạnh phúc càng thêm bền chặt. Đấy, đấy là lời chúc chân thành của một người đàn ông như tôi. Và bây giờ thì quay lại chủ đề chính, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái màn gọi là cái tôi đây là cái màn trải nghiệm về vị tướng Theonas. Ngày hôm nay thì Theonas mới ra mắt tại máy chủ Liên Quân Mobile Việt Nam vào lúc 0:00 ngày 20 tháng 10, một cái giờ rất là hoàng đạo, và đến tận 11 tiếng sau thì tôi mới có dịp là để có thể sờ tận tay và dây tận màn hình cái vị tướng này. Thì như các bạn đã biết thì combo Theonas cũng như là cảnh rừng đang được bán với giá là 379 quân huy cũng nhân 219. Thì tổng combo cả tướng và trang phục là 489. Nhìn chung thì nếu mà anh em nào mà muốn mua quà để tặng cho chị em phụ nữ ngày mai 20 tháng 10 này mà tặng kiểu Theonas cũng được đấy, không nên nỗi nào. Đó. Thì xin cho cùng thì bài review này cũng là để cho chúng ta biết được rằng là đây có phải là vị tướng xứng đáng để mua không. Như các bạn đã biết rồi, một vị tướng mà xứng đáng để mua thì bao gồm là vị tướng phải mạnh, rồi là về cách chơi nó phải gọi là hoa mỹ một chút, hay là hiệu quả một chút thì để thắng cao, đúng không? Thì như ở Theonas, ngay như cái banner ở lúc đầu, ngay như cái hình đập của các bạn là gì, xinh đẹp và tài năng. Ok, mình đồng ý rằng là Theonas rất xinh đẹp, vậy còn tài năng thì sao? Thì trước hết chúng ta cùng nhau đến với tôi sẽ thử một trận đấu thường. Thì các bạn thông cảm, hiện tại thì level của tôi cũng đang là khá là thấp. Ngoài ra thì trong trận đấu thường này thì tôi cũng nên nói luôn là tôi sẽ sử dụng ngọc theo kiểu dạng là ngọc cấp 1 và 3, nó sẽ lẫn nhau. Vì đơn giản ở đây tôi cho rằng cái việc mà sử dụng bảng ngọc như thế này, nó là một cái bảng ngọc thông dụng ở thời điểm hiện tại. Bởi vì có khá nhiều bạn chơi, các bạn vẫn chưa thể tích được lượng vàng đủ để mua những viên ngọc cấp 3. Như vậy thì với một vị tướng mới ra như Theonas, việc mà bạn sử dụng ngọc cấp 1 và bạn thi đấu, kể cả là đánh thường hay là đánh xếp hạng, thì nó có ảnh hưởng quá nhiều đến cái sức mạnh của vị tướng này hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Thì trước mắt là tôi check xem giờ như là vị tướng tôi như tôi chưa có thì phải. Xem nào. Tôi như là tôi đấy đấy, các bạn vừa nhìn đấy, các bạn vừa nhìn đấy, đây đấy, rank của tôi đang thấp lắm. Đấy. Bởi vì các bạn biết đấy, là đây là sau khi reset mùa thì tôi sẽ xuống hạng như thế này. Thực ra thì tôi cũng chưa có thời gian để chơi. Có điều rằng là biệt danh của tôi đấy là Fitter Tuấn Gấu, và các bạn hãy nhớ rằng như vậy. Để check xem là có tướng theo như thông tin mà tôi vừa mới moi móc được từ sáng nay ấy, thì là sau một quá trình dài để mà tìm mọi cách có được Theonas và trên tay vị tướng này cho các bạn, thì tôi đã có thể thử tướng. đây một thẻ thử tướng Theonas, thẻ thử nhá. Bởi vì đơn giản là chúng ta cần biết rằng là vị tướng này có thực sự mạnh hay không, để xứng đáng mua hay không. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm vị tướng này. Và thẻ thử nhận được là từ 7 ngày ra, thì đây là một đặc ân đấy. Tôi sẽ không thử tướng luôn. Rất đẹp rồi. Thực ra thì nếu mà nhìn về cái phong cách thi đấu bên ngoài, chúng ta đều thấy rằng là Theonas là một vị tướng cực kỳ đáng mua. Rõ ràng các bạn nhìn thấy rồi đấy, quá đáng mua luôn. Nếu mà xét ở trên yếu tố thẩm mỹ thì xinh như thế kia cơ mà. Và đây là trận đấu test đúng không? Tôi sẽ phải là cuộc chiến đấu dành Theonas. Ôi đây rồi. The universe unfolds around me. Yeah. Như vậy là cuối cùng tôi đã lấy được ngay Theonas trong lần thử đầu tiên. Có điều rằng là một ông khác thì cũng đang chơi Phoenix nữa. Không sao, mục đích là test tướng, test xem thế nào, vậy bây giờ thì bổ trợ thế nào nhỉ? Theonas, theo như tôi biết thì đây là một vị tướng có tầm bắn dài, tầm bắn xa này. Và như vậy thì bổ trợ cần thiết có thể là dùng cả tốc biến đi. Bởi vì
trong những cái bài mà review ra mắt gần đây ấy, thì có nói rằng là Theonas là một xạ thủ rất là khó để các bạn có thể tiếp cận được, đến từ những cái bộ kỹ năng của cô nàng này, ví dụ như kiểu là ưng nhãn thì giúp cô nàng này gia tăng xa này, rồi là về cái ám tiễn thì là cô nàng này có thể dọn dẹp lính rất là nhanh trong khi đi đường, cũng như là làm chậm đối phương. Còn về cái chiêu cuối cùng thì tôi đánh giá đây là một chiêu rất cao, mặc dù chưa có điều kiện thử, nhưng tôi đánh giá rằng là với hỗn mang tiễn thì chiêu thức này có thể giúp cho Theonas đóng vai trò là một xạ thủ theo tính chất là giao tranh cực kỳ mạnh. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một cái trận đấu mà nếu mà xét ra về những cái vị tướng có thể tiếp cận được cũng khá nhiều đấy. Đầu tiên là từ Phoenix đập chậm này, xong đến cả Motos, rồi Triệu Vân, thậm chí là cả Ngộ Không. Thì Ngộ Không thì nói đúng ra Ngộ Không là cái kiểu tướng gần như xạ thủ nào cũng sợ, vì cái khả năng chí mạng quá lớn của Ngộ Không. Và đây là một trận đấu mà tôi cũng đã chủ động dùng cho mình những cái bảng ngọc chưa đầy đủ nữa. Cấp độ hiện tại của tôi đang là 21 và bảng ngọc của tôi chỉ bằng chỉ khoảng tầm có vài viên ngọc cấp 3 thôi. Thì nhìn chung tôi có tham khảo khá nhiều. Thì đây là một trong những cái thời điểm, đây là những cái hiện trạng, một cái tình hình của số đông ở thời điểm hiện tại thôi. Rất nhiều bạn chưa kịp mua xong bộ ngọc dành cho mình, cũng như là cấp độ thì cũng chưa phải là cao. Vậy thì hy vọng rằng là thông qua cái bài review này, các bạn có thể đưa ra được quyết định cho bản thân mình rằng là có nên mua Theonas hay không. Còn ngay như ở trong cái màn gọi là cái AdWords về cái hình nền đập ngay vào mắt tôi ấy, thì Theonas là một vị tướng rất là đáng mua rồi. Nhìn rõ qua thì rất là xinh, xinh hơn hẳn so với cả những cái vị tướng khác, chẳng hạn như là Hoa hậu Liên Quân trước giờ chúng ta biết là Violet đó. Ok, một vị tướng bắn xa, khả năng làm chậm đối phương. Tất nhiên là bao giờ các bạn cũng nên tăng tối đa vào cái chiêu ám tiễn này. Tôi nghĩ là như vậy, ngay từ lúc đọc được với bạn kỹ năng của Theonas, thì đây là một cái chiêu thức giúp cho Theonas giữ vị trí và đi đường khá là tốt. Thế nhưng mà bây giờ một bài toán được đặt ra rằng là mình nên lên đồ gì ta? Được, tôi sẽ chốt hạ một câu, đấy là tôi sẽ lên đồ chí mạng được không nhỉ? Thôi rồi, trăm câu vật lý chí mạng lên luôn. Đấy, cho nó tươi, để xem mà mình đi đường với ai. Tôi nói thật với các bạn là tôi cầm xạ thủ, tôi rất là thích đi đường trên, đi đường là công. Vì là ở đây thì cái giao tranh rồng thời điểm đầu mình không thích lắm. Đó. Úi dồi, hay quá. Cái gì đấy? Đấy, vừa rồi vừa nói xong là ông Triệu Vân lao vào ngay mình luôn, sắp đá cả luôn. Đây là cái gì đây? Vơ vẩn. Đấy, các bạn thấy không? Nữ hoàng, vừa thấy nữ hoàng cái là bắt đầu rất nhiều con mắt phàm trần là muốn lao vào để ăn ngay. Nhưng mà ăn chị đâu có dễ. Nếu mà xét ra về cái khả năng mà giữ vị trí với Theonas thì cô nàng này đơn giản hơn so với cả Violet, bởi vì đấy, bạn cứ bật Q lên là được. Ý tôi ở đây là chiêu 1. Đấy, bạn cứ spam chiêu 1 là được rồi. Xem nào, tôi đã lên cấp 2. Và hiện tại máu tôi đang còn nửa, nhưng mà Triệu Vân đâu nhỉ? Nghi lắm. Đây đúng không? Không thấy đâu cả. À đây rồi. Tự nhiên thấy hắn ta biến mất đi thì không thấy đâu cả. Đấy, với cái chiêu ưng nhãn chiêu 1 này kể cả đối phương đứng trong trụ bạn cũng có thể rỉa được. Đấy là một trong những cái lợi thế rất là lợi. Đấy là một trong những cái điểm mạnh cực kỳ mạnh của Theonas luôn, nếu mà bạn là đóng vai trò là xạ thủ đẩy đường như tôi. Ok, như vậy là ngay từ đầu thì tôi đã xác định là mình lên thánh kiếm. Như vậy thì tôi sẽ gia tăng trước về khả năng gây sát thương cũng như là gia tăng về chí mạng trước. Trụ còn 4.000 máu, tầm này thì tôi kích hoạt ưng nhãn liền bắn luôn, bắn vào trụ luôn. Đó, và chưa kể ra là khi mà bạn kích hoạt ưng nhãn chiêu 1 này, bạn còn có khả năng gia tăng về sát thương phép nữa. Ổn, ôi, xong từ đâu, tự nhiên từ đâu ra này. Thôi, bình tĩnh. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi rồi, đùa đâu mà, thề. Mình đang định lấy cái trụ đầu để gọi điện về khoe má. Xong ngay lập tức va tôi ba ông lên đường trên luôn. Thế thì team mình đẩy đường dưới rồi, đúng rồi, đấy, những người anh em. Đấy, khi mà các bạn ở trong một cái team mà người ta có thể nhìn được tình hình trận đấu, nhìn được ra rằng là đấy, ngay sau khi bạn đường trên vừa mới nằm xong, đấy, lập tức là đẩy luôn đường dưới, ăn rồng thôi anh em. Cái bản cập nhật đấu trường danh vọng lần này thì rồng vẫn đang còn khá là mạnh, vậy nên thì những cái giao tranh ở thời điểm đầu vẫn thiên về là giao tranh rồng. Và lần này thì tôi không phải đi với Triệu Vân nữa, mà tôi sẽ đi với Arthur trong những phiên bản còn lại của Motos. Thì Arthur sau cái phiên bản còn lại thì khá là ổn, nhưng mà đang thắc mắc là cái cảm giác đi ở cái ui đấy vừa nói xong đi ở trên mấy cái đường này mấy ông cứ nấp bụi thôi. Đấy, ăn hên được 3 chí mạng liên tiếp.
Như vậy thì xét cho cùng trong khoảng thời gian đầu, Theonas không phải là một tướng mà lượng máu của cô nàng này quá mạnh. Như vậy thì trong cái quá trình mà các bạn solo với bất kỳ một ai, các bạn cũng nên để ý về điều này nhá. Đấy, các bạn cũng nên để ý về cái điều này, đó là cô nàng này không thực sự là mạnh khi mà đối đầu với những vị tướng theo kiểu rằng ám sát hay là những vị tướng gọi là những vị tướng đấu sĩ trong khoảng thời gian đầu. Mặc dù tôi fit không hai như mọi khi thôi, thì giới thiệu lại các bạn thì tôi là fit đầu tuần gấu. Còn nhìn chung như cùng thì đội của tôi vẫn đang dẫn trước về điểm hạng vụ cũng như là về điểm hạng rồng. Vậy là được rồi. Tầm này là tầm cấp 6 và các bạn cũng có thể lựa chọn ra việc là các bạn đi giao tranh. Vì như đã nói, nội tại của Theonas đó là khi mà các bạn đang đứng càng gần tướng đồng minh thì các bạn sẽ tăng sát thương vật lý. Đây là thế thì cái đội hình thì quá hợp rồi. Quá hợp rồi. Trong cái tâm điểm tướng thì trong bài tâm điểm tướng của Theonas cũng có nhắc tới việc là vị tướng này không thích hợp để đi một mình. Điều đấy cũng đúng, bởi vì đơn giản là các bạn phải đi với rất là đông người để có thể tận dụng tối đa về kỹ năng cũng như là về cái khả năng tăng sát thương, đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử số điểm máu. Đó. Đội tôi hiện tại đang khá là mạnh và trụ thì vẫn bị bắn bởi tôi thôi. Đấy, rất là lợi. Mỗi lần các bạn cấu rỉa một chút xíu thôi thì nó cũng gọi là mưa dầm thấm lâu thì kiểu gì cũng xong thôi. Bây giờ thì tôi sẽ làm choáng cho Phoenix lại, rất tuyệt vời. Cắn làm choáng cực kỳ tốt luôn. Tốt cưng hỏi luôn. Tôi thích vị tướng này rồi đấy. Hay lắm. Đến bây giờ tôi vẫn mới có một điểm hỗ trợ thôi. Tôi vẫn chưa có điểm hạ gục nào. Nhưng mà về bản thân là tôi bắt đầu thấy thích vị tướng này rồi đấy. Cái chiêu cuối của Theonas quá lợi luôn. Để nào anh em. Nào. Ui. Nhưng ngộ không kia chắc là định ăn tướng nó sống mình. Đấy. Bạn các bạn cũng có thể là bật lên và bắn cấu rỉa rất khá là hay. Rồi. Thêm hit nữa. Chuẩn. Thế có ai ở, không ai ở trên kia đi đất trụ à. Trời ơi. Thôi sai rồi. Thế này là hơi sai rồi. Thôi rồi, tôi sẽ quyết định là ở lại đường để farm thay vì là lên vậy. Cái mạng Phoenix khá là ngon. Đấy, như thế này. Ở đâu rồi? Tệ thật. Vừa định bắn xong thì mất tầm nhìn. Những cái chiêu thức của Theonas có thể khá tốt đấy chứ nhở. Thôi, vỡ mồm rồi. Như vậy là với những vị tướng theo cái kiểu dạng là gọi là vị tướng áp sát ấy thì như mình nghĩ, như tôi nghĩ chắc là các bạn nên lựa chọn vào những cái vị tướng dạng như kiểu mình mà có Toro hay là Triệu Vân hay là Arthur chẳng hạn, thì ít ra với một cái tốc biến và cái khả năng bắn làm chậm liên tục các bạn còn có thể thoát được. Nhưng mà cũng không biết được bà Chrissy này đấy bảo sao 4-2 thế cái ông đi đường với mình 5-0. Ôi giời ơi, vậy hóa ra là mình tệ. Hay lắm, hóa ra là tôi cứ tưởng rằng là cái ông Alistair đi cùng đường với Chrissy là ông Alistair này fit, nhưng mà không phải, hóa ra nãy giờ cũng có mình fit thôi. Mình fit nửa mạng của team rồi, mệt lắm rồi. Nhưng mọi lần thì hành trình fitter của mình lại tiếp tục rồi. Mình chỉ cần một mạng thôi mà, các bạn cho mình đi, mình có một mạng để khoe mẹ thôi. Nào, bây giờ thì hơi xui nhỉ, mà cũng không đã. Ăn thanh kiếm rồi thì chắc là cũng farm con bùa đỏ này dễ. Rồi, có thêm cái giày nữa. Giày này người ta gọi là giày kiểu second hand thôi. Giày fake 1-1 thôi, chưa nào nói nhiều. Giày thật giày gọi là fake 1-1 thôi. Vì tiền đã đủ thôi mà mua thì xịn. Ông Triệu Vân này khá là hổ báo. Tất nhiên rồi. Đấy, các bạn thấy không? Trận này tôi được gánh rồi. Tin vui liên tiếp báo về rồi. Như vậy thì sau khoảng tầm 7 phút trải nghiệm vị tướng này thì bây giờ thì cảm nhận của tôi là Theonas một vị tướng khá dễ sử dụng. Khá dễ sử dụng nhá. Khá dễ sử dụng đấy. Đấy, các bạn thấy không? Vừa rồi đấy là một cái pha. Tôi có thể nói thì cái pha đấy nhá. Đấy là cái pha mà tôi xuất thân đấy. Tôi nhìn thấy rằng là Triệu Vân kiểu gì cũng lao vào tôi rồi. Ngay là tức tốc biến về. Như vậy thì một trong những phép bổ trợ khá ổn dành cho Theonas là cái tốc biến. Và các bạn có thể lừa tình đối phương bằng cái hỗn mang tiễn, tức là cái chiêu thứ 3. Tức là nhìn quả thấp máu thì ngon ăn đấy. Nhưng mà khi mà đối phương lao vào các bạn vẫn có thể từ từ bình tĩnh lại, bắn hỗn mang tiễn ra đẩy lùi đối phương. Nên nhớ rằng là chiêu 3 của Theonas là cái chiêu đẩy lùi đối phương nhá. Như vậy thì các bạn có thể gọi là giành được thế chủ động trong giao tranh, đúng không? Nào bây giờ tôi sẽ làm điều này đây. Đúng rồi. Và tôi vẫn chưa có điểm hạ gục thứ hai. Nhưng mà đây có thể chính xác rồi. Rồi cái linh cảm xạ thủ của tôi nó chuẩn lắm rồi. Đợi các bạn đợi tí tôi phải báo ngay tin chiến thắng này. Alo mẹ à, con đánh Theonas được 2 mạng rồi. Tuyệt vời mẹ ạ, con đánh Theonas được 2 mạng rồi. Cảm xúc lắm mẹ ạ. Vâng,
con sẽ đánh tiếp, con sẽ đánh tiếp, con sẽ tiếp tục đánh tiếp. Vâng vâng. Vâng vâng, chúc mẹ ngày 20 tháng 10 vui vẻ nhé. À, giá như lúc này mà có một cái cam thì tôi cũng có thể cho các bạn biết được cái vẻ mặt của tôi khi vui mừng khi mà tôi có được hai điểm hạ gục như thế nào. À, bởi vì trước giờ là khi mà tôi chơi xạ thủ ấy, thường xuyên là tôi bị kém, tức là bị làm mục tiêu của đối phương ấy. Lúc nào cũng vậy thôi, tôi đi đường kinh công thì các bạn ấy tập trung 3-4 người đánh tôi. Tôi đi đường dưới thì cái tuổi thơ của tôi nó không hề trọn vẹn tí nào cả. Đấy, đấy lần này là các bạn cũng biết ý đấy, ăn rồng xong bây giờ lại chơi trời chiếu giao tranh này, giao tranh này đấy, đừng nói gì nữa đi, quá hay rồi đấy. Speed 03 nhưng bây giờ là siêu việt rồi. Các bạn có thể thấy rằng là với Teonat thì cái khả năng mà các bạn tiếp cận đối phương cực kỳ dễ dàng luôn, khi mà với cái hỗn mang tiễn đấy, chiêu thức tầm sử dụng là quá dài, và ngay sau đây thì các bạn cũng có thể bắn thoải mái đi như bây giờ này, bắn tiếp này, siêu việt này, 4 mạng, đúng rồi, đây là mạng nữa này. Ơi, thôi, sai rồi, may quá trời. Trong cái cảm xúc đang bấn loạn như thế này thì đôi lúc ấn thúc biến nhầm nó cũng có thể thông cảm được. Tôi hy vọng các bạn có thể thông cảm, nhưng mà bây giờ hơi nguy, đứng đây biến về vậy. Khoan đã, đúng rồi. Ok, như vậy là hơi tham. À, cái sự tham lam thì đôi lúc nó cũng phải trả giá các bạn ạ. Nghĩ ra là bây giờ KD của tập ngầm rồi. Vấn đề là tôi không âm nữa, và để tôi xem là xếp thẻ vàng là bao nhiêu nào. Tôi vẫn đang xếp chót, nhưng mà ông xếp trên tôi là Toro 507. Chưa chết mạng nào, thế nhưng mà ông chỉ hơn mình có vài chục nghìn thôi. À, cũng có vài chục tiền thôi, dễ dàng thôi. Thì cảm giác như là sau khi mà lên được xong một cái đồ như là thanh kiếm, và lên tiếp một cái đồ thứ hai, tôi sẽ hướng lên ở đây có thể là quỷ kiếm hoặc là sông đạo bão táp. Người đang lên được sông đạo bão táp rồi thì lên luôn đi. Nhưng theo như tôi nghĩ rằng là tốt nhất là sau khi mà xong một cái món đồ chính mạng và tăng sát thương, các bạn vẫn nên lên cho mình một món đồ theo kiểu hút máu như quỷ kiếm. Điều này sẽ giúp cho Teonat trụ đường tốt hơn, cũng như là cái khả năng mà giao tranh, cũng như là cái khả năng bắn của cô nàng này được tối đa. Rõ ràng là các bạn có hồi máu, có hút máu đến từ trang bị thì các bạn vẫn có thể là thoải mái bắn các giao tranh và cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc là về nhà hồi phục được kiểu thế. Anh chàng Trực Vân này và chiêu cuối này, bắn chiêu cuối đấy, tuyệt vời rồi, tôi bắn được rồi. Ui, nhưng mà đồng đội tôi vào quá muộn, thế nên là tôi không thể đuổi được Triệu Vân. Nhưng mà rõ ràng rằng là việc mà các bạn sử dụng chính xác hỗn mang tiễn cái chiêu thứ ba cũng sẽ giúp cho cái khả năng của Teonat được gia tăng lên rất nhiều. Và những cái tình huống truy đuổi như này như thế nào đây? Không được rồi, có một tình huống mà Phoenix định tự tử. Tôi tí nữa tôi có mạng nữa rồi. À, không phải ăn một xanh này. Đây rồi, ăn đã. Tướng này thì năng lượng mà nói, nếu mà nói về năng lượng sử dụng của Teonat thì cũng không phải là một cái vấn đề gì đó quá lớn. Vậy nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng là không cần quá nhiều bùa. Đấy rồi. Ngộ không. Đúng rồi, ngộ không, tôi sẽ bắn hạng ngộ không. Tuyệt vời đấy, các bạn thấy không? Thực ra là vừa rồi nếu như ông chọn ông ấy không giúp tôi là tôi nằm rồi đấy. Nhưng mà rõ ràng rằng là cái nội tại của Teonat bắn làm chậm đối phương không thể chạy được luôn. Lúc này thì tôi đã bật thầy phá trụ rồi. Hay lắm. Mà xem lại đã, đấy đúng thực sự là một cái trận đấu mà nó trọng nam khinh nữ. Có mỗi mình là con gái thôi, thế thành ra là mấy ông này cứ thấy mình là lao vào. Cũng được, không sao cả. Vấn đề là mình đã phá được trụ và đội mình có thể thắng. Những người đồng đội của mình đánh quá xuất sắc đi. Số tôi đúng là kiểu ăn ở tốt, nên thành ra là đánh game lúc nào cũng được đồng đội gánh. Không biết là bên kia có chị em nào không nhỉ? Ra nếu mà có chị em nào đấy thì cũng cảm thấy hơi tiếc vì ngày 20 tháng 10 là cái ngày mà chúng ta cần tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam mà. Ok, như vậy là sau khi xong đó bắn táp thì đồ thứ 3 chắc chắn rồi, sẽ là một đồ về hút máu. Tôi sẽ lựa chọn quỷ kiếm ở đây. Nhìn chung thì về cái cách lên đồ của Teonat cũng không phải là cái cách lên đồ thì nó quá sáng tạo hay là theo kiểu là quá dị biệt so với những cái vị tướng xạ thủ khác. Các bạn vẫn cứ lên một cái lối lên đồ như thông thường thôi, như kiểu là bạn lên cho đồ Violet hay là Phoenix như thế nào, này Van Hem như thế nào thì vẫn có thể lên thoải mái đấy. Thì rõ ràng rằng là vị tướng này càng về cuối trận thì vị tướng này càng mạnh, tôi cảm giác là như vậy. Với xạ thủ khi mà đánh những cái giao tranh ở thời điểm cuối trận ấy thì các bạn phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái tầm bắn các bạn càng xa là các bạn quá tốt rồi. Các bạn bắn xa thì các bạn sẽ không thể nào mà
bị đối phương chạm đến được. Đấy là một trong những cái lợi điểm. Ở đây tôi sẽ bắn không được rồi. Anh em đồng chúng tôi đúng rồi, Toro hay lắm. Tôi sẽ bắn liên tiếp và ui sao mạnh thế? Thôi xong rồi. Toro đâu rồi? Toro đâu rồi? Trời ơi. Như vậy là vừa rồi các bạn có thể thấy rằng là một tình huống tôi đã dùng xịt cái hút mang tiễn và ngay tức thì tôi phải trả giá bằng một cái điểm hạ gục. Thì xét cho cùng với Telnas, cách chơi hiệu quả nhất của các bạn và để các bạn tạo ra được hiệu quả tối đa với vị tướng này vẫn là sử dụng cái hỗn mang tiễn, cái chiêu này một cách thật hiệu quả. Nên cố gắng rằng là phải trúng 100%. Nên phải trúng 100%. Đây, thực ra thì cái chiêu thức này nó cũng khá dễ trúng đấy. Đấy, như vậy là tối đa cái chiêu hỗn mang tiễn để giúp tôi lấy được 1700 máu của đối phương. Và với cái cột máu của xạ thủ ấy thì nó tương đương với khoảng là tầm 1/3 và 2/3 của giao tranh. Và những người anh em của tôi chắc chắn là thắng rồi. Tầm nay thì bị thắng luôn. Tôi đóng nhiệm vụ là khách mời vui tính thôi. Cấp 13 rồi. Lượng máu gia tăng của Telnas ở cấp 13 xem nào. Máu là 5k3. Tương đối, gọi là tương đối so với những xạ thủ khác, không phải là quá nhiều cũng không phải là quá ít. Nhìn chung thì chỉ số về chống chịu của Telnas ở mức trung bình. Và tất nhiên rồi, rõ ràng là với một cái cô nàng mà có lợi thế về tầm bắn như thế này, nếu còn chống chịu quần trâu nữa thì không biết bao giờ bạn có thể hạ gục được Telnas. Đây là một trong những cái tôi gọi là cân bằng game thôi. Tầm này thì tính mạng của tôi cũng khá là to rồi và tôi sẽ bắn luôn vào cái trụ này. Đấy, trụ không thể thoát khỏi tầm tay của tôi. Đây là một trong những lợi rất là lợi này. Khi mà các bạn đang tấn công và các bạn đang nghĩ rằng là cần phải có lính mới vào thì đối với tôi không cần thiết là như vậy. Tôi sẽ dùng gọi là cái khả năng bắn từ xa của tôi để tôi hạ gục trụ luôn. Triệu Vân tuổi gì? Tuổi gì với chị? Đây này, đấy. Đấy, tôi đã hạ gục người rồi, tuyệt vời quá đi. Xời. Rồi, tiếp tục làm chậm này. Thôi, chạy thôi. Rồi, về đến đây rồi. Đấy, các bạn có thể thấy rằng là gần như khi mà lên đến thời điểm cuối trận đấu, Telnas rất mạnh. Đây là một vị tướng cực kỳ mạnh về cuối trận đấu. Còn trong khoảng thời gian đầu, nếu như các bạn nào là chùm xạ thủ thì các bạn có thể yên tâm rằng Telnas có thể giúp các bạn đi đường đối phương ngay từ đầu. Đấy là lý do vì sao mà tôi bị gục đấy. Hắn đối phương phải gọi tận 3 người lên cơ mà, chứ không phải là một người đâu. Đấy, tôi ăn kinh nghiệm dần cả đội luôn. Người chơi rất là biết mình, biết ta, biết gì đồng đội. Thì kiếm xong rồi và có lẽ rằng đây cũng là trận đấu sẽ kết thúc. Trận đấu mọi người gọi là đánh thường thôi. Ai cũng không đang chơi kiểu đi chẳng đến nhiệm. Ôi sao thế này? Một cái sai lầm nữa mà các bạn cần phải rút ra từ tôi đó là trong giao tranh các bạn cần phải để ý bản đồ nhỏ nhé. Bản đồ nhỏ cho những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là tôi thường xuyên bỏ qua. Nhưng nó đem lại cho bạn rất nhiều thứ. Chẳng hạn như bạn biết được rằng là có bao nhiêu địch ở trên đó. Bạn có biết được rằng là có những ai bên mình ở cái khoảng mà bạn đang đến đó. Thì bạn có thể lựa chọn là rút lui hay là các bạn tiếp tục tiến. Mùa thu lạnh lẽo thế này mà trong một cái ngày 20 tháng 10, một cô gái xinh đẹp như Telnas lại bị hành thế này. Thực ra cũng không phải là hành lắm, nhưng tôi cảm thấy không cam tâm. Đấy, tôi đã bắt đầu vượt rồi, tuyệt vời. Tôi bắt đầu vượt tiền rồi. Hay lắm, tôi còn có vài trăm đồng nữa thôi. Xem sát thủ bên kia nào. Phoenix bên kia trận này có vẻ là không ổn lắm. Mặc dù chết đến không 13. Tiếc quá. Với cả một phần nữa là tôi được gánh. Thế nên là các bạn nên nhớ rằng là trong lúc các bạn thi đấu ấy thì sẽ có những trận các bạn đánh hay, mà có những trận các bạn sẽ như thế này. Vậy nên là đừng bao giờ hãy cố gắng luôn luôn bình tĩnh, hạn chế những cái lời cay đắng dành cho nhau. Bởi vì những cái người đồng đội mà bạn vừa chê xong, biết đâu ngày mai bạn lại gặp hắn ta và các bạn hiểu rồi đấy. Bạn lại gặp hắn ta và hắn ta lại đang gánh team đúng không? Thì kiểu vậy. Tôi sẽ bắn. Thôi! Đấy lại là một sai lầm nữa rồi. Quá nhiều sai lầm trong một trận đấu. Quá nhiều sai lầm. Tại sao mình có thể phi thẳng một phát vào trong chỗ mà đám đông lính đang đám đông địch đang đứng kia nhỉ? Thật là không thể tin được. Ở trận này bây giờ như là đối phương đang đẩy ngược lại này. Thế này là không được rồi. Thôi, tôi sẽ phải tắt chế độ feeder đây. Ôi. Arthur đẩy đến đây rồi. Nguy hiểm quá. Và không biết rằng là Telnas có thể gánh team không. Tôi tầm này tôi nghĩ rằng là gánh bản thân còn chưa xong, nhưng đừng nói là gánh team. Nhưng mà rõ ràng là với một người chơi có kỹ năng xạ thủ nó thuộc tầm thấp như tôi ấy, mà tôi chơi Telnas còn cảm thấy là rất là dễ để điều khiển, rất là dễ để xanh, thì tôi tin rằng là tất cả những bạn đang ngồi xem cái video này đều có khả năng là đánh Telnas hay hơn tôi. Đấy,
chí mạng của tôi lúc này nó lên đến con số là 1.500, 1.600 rồi. Có điều là mỗi cái là nó không thơm là do nhà tôi giờ nát hết rồi, nát 3 đường rồi, mới xong rồi. Bây giờ chỉ có tập trung lại để phòng thủ thôi. Tình huống ngặt nghèo quá. Thôi, con bùa này cũng bị ăn nốt rồi. Bây giờ cảm giác đi đâu cũng cảm thấy là không thơm rồi. Và đến lúc này thì cần phải có một tình huống nhớ lại những trận đấu chuyên nghiệp. Cách đây không lâu thì đã có một trận đấu chuyên nghiệp mà nó đã kéo dài đến 35 phút ở đấu trường Danh Vọng. Qua đó thì đội tuyển kéo dài đến 35 phút đấy cố thủ thành công. Tôi sẽ mong mình được như vậy. Anh em cố thủ. Tầm bắn tay dài với tèo nát lúc này rất là lợi nhá. Đó. Và hồi chiêu cũng nhanh nữa. Bạn bắn chí mạng cao thế này thì tôi tin rằng là bạn có thể dễ dàng chiến thắng đối phương thôi. Nghĩa là đồng đội các bạn cho các bạn bắn như thế này. Đó. Đấy. Các bạn thấy không? Các bạn có thấy không? Gần như rằng là không thể chịu nổi sát thương của tèo nát luôn. Quá khủng khiếp. Quá khủng khiếp luôn. Tôi ăn double kill rồi. Tuyệt vời. Trận này được 7 mạng rồi. Tại sao cái trận này được 7 mạng nhỉ? Bởi vì các bạn biết không, là đây là lần đầu tiên tôi chạm vào Theonas này. Lần đầu tiên tôi chạm vào Theonas và lần đầu tiên tôi đánh xạ thủ tôi được 7 mạng luôn. 7 mạng luôn mà tôi chỉ chết có 8 mạng thôi. Bình thường ấy mà tôi có 7 mạng mà tôi phải chết tầm 70 mạng. Bởi vì là cái biệt danh của tôi là không những là Peter mà còn là Peter theo kiểu là Peter chữ thập cơ. Đấy, cứ mỗi lần là fit 10 mạng xong thì may ra mới ăn được 1 mạng. Nhưng phải nói rằng là Theonas thì quá dễ điều khiển và quá dễ để các bạn có thể gọi là gánh team ở cái thời điểm này. Cái tầm bắn là cái thứ giúp cho Theonas lợi hơn hẳn so với những xạ thủ khác luôn. Bắn cực đã. Tầm này chắc là tôi lên thêm một kiếm Phonia nữa là xong. Tăng 200 dam nữa bắn cho đau. Xem nào. Kiếm Phonia đây rồi. À, nhanh Phonia chứ nhầm. Đó. Đội tôi vẫn đang cố thủ. Sao rồi. Tôi biết là bên kia ăn bùa chưa, ăn bùa kinh công chưa. Tôi gắn bùa xanh trước đã. Cái tầm này là khi mà cái tầm mà các bạn đang bị dẫn trước như thế này, tôi nghĩ rằng là việc mà các bạn dọn dẹp hết những cái bùa lợi quái rừng xung quanh rừng mình nó sẽ rất là có lợi. Đấy, tôi biết rằng là Ngộ Không này, Ngộ Không sẽ lao vào tôi này. Bây giờ là tôi sẽ bắn hết mọi thứ luôn. Tôi sẽ bắn hết mọi thứ luôn. Mô tốt cũng không thể chịu được luôn. Đó, mô tốt cũng không thể chịu được luôn. Rồi, vậy là mình thắng đúng không? Đúng rồi. Tuổi gì? Bắn solo luôn. Tuyệt vời. Các bạn có thấy không? Tôi 9 mạng rồi. Tôi 9 mạng rồi. Tuyệt vời. Đây là trận đấu đầu tiên mà tôi không biết. Đây là trận đấu đầu tiên mà số mạng tôi hạ gục được. Lớn hơn số mạng tôi bị gục. Hạnh phúc quá trời ơi. Nào. Như vậy thì nói thẳng với các bạn một câu luôn là gì? Theonas cực kỳ đáng để mua luôn. Cực kỳ đáng để mua. Và bây giờ tôi sẽ không cần phải thủ tướng nữa. Ngay sau trận này tôi sẽ mua luôn. Và rất có thể nếu như các bạn có thể là ủng hộ tôi về cái video này cũng như là những nội dung khác của Garena Lincoln Mobile, thì tôi sẽ làm cho các bạn gọi là trên tay hành trình xếp hạng của Peter Tuấn Gấu với vị tướng Theonas. 9 mạng rồi, tuyệt vời. 986 rồi. Cái tầm này là cái mạng của tôi. Tầm này là cái giá trị bản thân của tôi đang có giá lắm đấy. Mỗi tuần đấu không lâu nhỉ, mãi không thấy đâu. Cắm thế à, trận đấu đến phút 22 rồi này kìa. Tuyệt vời, một trận đấu theo cái kiểu là có thể các bạn lật kèo đấy. Thực ra lúc đầu là các bạn đang hành đối phương, sau đấy các bạn quăng game xong rồi là bây giờ các bạn đang phải gánh những hiệu quả mà các bạn đang tạo ra thôi. Thì đây là một điều mà các bạn cũng hạn chế nên làm trong cái đấu xếp hạng nhá. Còn đấu thường thì đôi lúc thì cái tính chất của trận đấu thường nó không đến nỗi là các bạn có thể cảm thấy buồn phiền nhiều lắm, nhưng mà đấu xếp hạng thì tôi tin chắc là không nhiều bạn cảm thấy là buồn bực và tức tối. Đấy là những cái cảm xúc tiêu cực. Thôi xong kinh công rồi. Thôi xong kinh công rồi, ông Yon canh kiểu gì thế kia. Nice. Thế bây giờ là kiểu gì đây? 2012 à? Thảm họa tự nhiên à? Hay là thảm họa diệt vong đây? Mình đang là diễn viên chính trong một bộ phim điện ảnh của Hollywood à? Chính xác rồi, thường thì những bà diễn viên chính là rất là xinh, rất là thông minh luôn. Đúng rồi, đây là chào mừng các bạn đến với trò chơi thủ thành. Bây giờ game này không phải là game gọi là phá nhà nhau nữa rồi. Game này là game thủ thành rồi. Úi giời, đấy, thấy không? Vào phát là mỗi người tôi cho ngay một mạng luôn. Đấy. Xong rồi.
Thôi đồng đội của tôi đâu rồi? Tôi bắn hai cục được ngộ không ít lần như vậy. Vậy thì đúng là một bộ phim về thảm họa. Những nữ nhân vật chính rất xinh đẹp và tài năng đã gục. Và cuối cùng thì tế đàn bị nhấn chìm bởi cơn lũ đại hồng thủy. Nhưng mà để xem là MVP sẽ như thế nào. Đấy, điểm nỗ lực. Đây là cái điều mà rất là xứng đáng dành cho các bạn này. Các bạn nỗ lực càng cao thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được dương nỗ lực. Và dương nỗ lực thì các bạn cũng ra rất là nhiều thứ. Xem nào. Và cũng như đã nói thì trận này là trận đấu mà tôi không cầm nhiều về bảng học. MVP, trận đấu này là 14.7 chắc chắn rồi, Alistair 15.3. Xét về lượng tiền ở đây thì tôi là cầy vàng, tôi là lượng vàng nhiều nhất. Lượng vàng tôi là nhiều nhất, tất nhiên là bạn là một xạ thủ mà. Và như vậy thì có thể kết luận rằng là với Theonas thì tốt nhất là các bạn vẫn nên trang bị một chút về ngọc cấp 3 đầy đủ một xíu cho cô nàng này để có thể phát huy được tối đa sức mạnh khi mà đối thủ của các bạn đều là những người mà có thể là họ đã cầy rất là nhiều rồi. Nhưng thứ hai, một điều không thể phủ nhận đó là rất xinh đẹp. Rất xinh. Theonas rất xinh và tài năng nữa. Bởi vì sao? Tôi không thể tin được rằng là có một ngày mà tôi lại từ một người feeder mà tôi có thể lật lại trận đấu và tôi có được đến 9 điểm ảo cục như những gì mà Theonas đã làm với tôi. Tôi bắt đầu yêu cô nàng này rồi và có lẽ rằng là tôi sẽ mua ngay lập tức. Mà đấy là sau trận đấu này đã. Và các bạn thân mến, vừa rồi đó là video về review vị tướng Theonas trong mới ra mắt trong ngày đầu tiên của Liên Quân Mobile máy chủ Việt Nam. Về cảm nhận của tôi thì với việc mà tôi là một người chơi kỹ năng ở mức phổ thông thì tôi nhận ra rằng là Theonas là một vị tướng rất đáng mua. Thứ nhất là về tạo hình đẹp này, những cái này các bạn nữ có thể thích. Thứ hai là về cái độ cơ động thì Theonas mặc dù là không có những kỹ năng chạy trốn nhưng bạn vẫn có thể bù đắp bằng cái tốc biến và cái khả năng mà nội tại của Theonas bắn và làm chậm đối phương, cũng như là những kỹ năng có cả khống chế lẫn cả làm chậm, thì thành ra rằng là Theonas là một vị tướng xạ thủ rất là khó để có thể bắt vào. Đấy, các bạn có thể thấy đấy, như cái khả năng giữ vị trí của tôi không phải là quá tốt nhưng mà tôi vẫn có được một cái điểm hạ gục cũng như là có được một cái lượng sát thương ổn, đầu vào ổn. Và tất trên hết là không bị đồng đội dành cho những cái lời người ta gọi là ngọt ngào đi. Đấy. Thì chúc các bạn có thể leo rank tốt với Theonas, một vị tướng xạ thủ mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hot trong thời gian tới, trong cái phiên bản cập nhật sắp tới đây, phiên bản cập nhật thời đại xạ thủ, khi mà Theonas lại còn được gia tăng thêm cả cái tầm bắn nữa, chưa kể ra là trong những cái giải đấu chuyên nghiệp sắp tới thì Theonas cũng sẽ hứa hẹn là một cái vị tướng được sử dụng rất là nhiều. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Garena Liên Quân Mobile và để đón nhận những nội dung miễn phí và rất hấp dẫn đến từ chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái review tướng lần sau của bình luận viên Tần Gấu, hoặc các bạn có thể gọi rằng là feeder Tần Gấu cũng được. Chúc các bạn một ngày 20 tháng 10 với đàn ông con trai, cũng chúc các bạn, những bạn trai nào, những bạn nam nào đang muốn tỏ tình ngày hôm nay, hãy tỏ tình thành công, hãy tiến lên. Đàn ông chỉ có ngày hôm nay và rất nhiều ngày nữa, nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với chị em phụ nữ. Tôi tin rằng là với những ai có tình cảm với nhau, đảm bảo rằng các bạn cũng có thể đến được với nhau, những lời tỏ tình sẽ thành công mà thôi. Còn với những chị em phụ nữ, tràn ngập quà niềm vui, niềm yêu thương và nụ cười luôn luôn nở trên môi, không chỉ ngày 20 tháng 10 và những ngày còn lại của trong năm. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.